qua cái đoạn đường giao nhau với Hòa Lợi và Quỳnh Văn Lý, chạy qua cái đoạn đường đó tầm 50 m là có hai thanh niên chập ngoài sau lưng ập tới bẻ đầu xe tôi. Một người ngồi phía trước nhào xuống quýnh tôi, nói tôi sao mày cướp bồ tao, còn người ngoài sau thì cứ ngồi ngoài sau cứ nhìn, còn thằng ngoài trước thì cứ đè quýnh mấy tôi, cứ hỏi lý do tại sao, chắc lầm anh ơi, và cứ không nói gì hết trơn, cứ quýnh người ngoài sau thì cứ kêu quýnh đi. Rồi xong người ngoài sau bỏ xe đó nhảy lên xe tôi, đời máy bỏ chạy, rồi thằng đó ngưng, bắt đầu ngưng quýnh lên xe đi luôn. 5 phút, chưa tới 5 phút nữa, tầm 3 phút rưỡi à. Đó, lúc đó là nó nói câu đó là tôi vẫn chưa biết chắc này là xỉu làm gì rồi, tôi cũng chưa nghĩ là mình bị cướp đâu, nhưng nó nhảy lên xe tôi là tôi thấy là mình mới suy nghĩ ra được cái vấn đề đó rồi đó, là mình đã bị cướp chiếc xe rồi. Chiếc xe này tôi mua hồi năm 2017 với hình thức trả góp trong vòng 18 tháng. Trong vòng 18 tháng nhưng giờ còn 4 tháng nữa là trả dứt rồi đó. Ơi, một tháng lương của tôi tầm 7 triệu đến 8 triệu. 7 triệu đến 8 triệu. Trả góp là hết là 2 triệu rưỡi 30 ngàn. Chẳng còn dư 5 triệu trả tiền trọ với lại tiền sinh hoạt thì chắc nó đủ đó. Của mình. Từ khi bị cướp là tinh thần chung là bất loạn rồi đó, không nghĩ tới được cái vấn gì. Mỗi lần ai mà chạy xe là kế bên là cứ sợ làm sao. Tôi đã đến công an phường Hòa Phú để trình báo sự việc, và họ cũng đã dẫn tôi cũng dẫn họ đã đến hiện trường để ghi nhận lại. Là tối lúc 1 giờ mấy tôi chạy trên đường D1, giờ đang chạy chậm thì có hai anh niên chạy phía sau tôi lên đạp ngã xe, họ quay xuống móc túi và giật điện thoại và bóp thì tôi lấy tay giữ lại và la cốp. Thì có những chú bảo vệ và người dân chạy ra, và hai anh niên kia phóng lên xe chiếc Enter màu xanh. Là cái iPhone 6 lúc đúng rồi, là đang bỏ trong túi và móc túi và đã lấy đi. Hiện tại thì đang bị gãy xương tay và đang chuẩn bị lên cao phục phẫu thuật. Rồi em cũng làm công nhân trong khu công nghiệp số 1, thời gian rảnh hiện giờ chỉ gáp đi kiếm tiền. Cái thời điểm xảy ra là lúc đó là anh đang đi hay sao? À, cũng chạy gấp về rồi mà đi có việc nên cũng không mặc đồ gấp. Giờ mới xảy ra được việc đó. Rồi, anh cho biết họ tên và nơi ở của mình. Tôi tên là Bùi Quang Hiếu. Những việc đó nếu mà đi về đêm phia thì mình đi mình phải nhìn tiếng hậu. Thấy xe mà đèn mà đằng sau mà nó chạy nó cấp vô mình thì mình đang chạy lẹ thì thấy cái chỗ nào đám đông có người dân mình đám đông mở cửa thì mình chạy vô nhà ta, hoặc là mình chạy luôn ha, hoặc là chỗ đồn công an nào mình chạy thẳng vô đồn công an cho nó dễ. Rồi mình đi là lúc nào phải nhìn kiến hậu nha, đi xe lúc nào nhìn kiến hậu. Còn cái vụ đó là bây giờ là nó lừa nhiều lắm rồi, nó lừa nó đánh ban đêm, nói chung hiện giờ là ban đêm cướp đêm nhiều lắm. Vừa rồi tôi cũng hai ba người lại trình báo tôi là ban đêm là nó đi hai đứa hoặc bốn đứa nép vô nó xịt hơi cay, rồi nó nói là nó công an thì nó chặn xe kiểm tra giấy tờ được chứ, kiểm tra xong nó dắt vô đồn công an là nó chạy luôn, là dắt vô đồn công an là xe xong đi rồi đó, nó chở người bị hại đi luôn, vô đến đường nào nó đạp người bị hại xuống, bỏ người bị hại xuống rồi nó chạy luôn, chạy xe luôn. Đó là bốn kênh, thường là đường đâu có bị phương tiện tao trình báo gì. Rồi có đợt nữa, có thằng mới qua có thằng em nó báo tôi là sự việc là nó đang đi về lúc đó khoảng 11 mấy từ ở Nam 50, thì có hai đối tượng đi xe tay ga thì chặn nó lại, là hỏi xét kiểm tra giấy tờ. Kiểm tra giấy tờ nó đưa giấy mà xe với bảo hiểm xe thì nó coi xong cái lấy xe nó
tờ xe thấy đám đông mới nó bỏ chạy, lấy cái tờ xe chạy bỏ chạy luôn. Đó là con hay cảnh giác ban đêm, đi đêm vừa rồi là cái vụ là cướp, là vụ cướp đêm mà đánh là cướp đêm, ban đêm mình đi về phía mình phải cảnh giác dòm khí hậu, những khí hậu này kia, ai mà chạy xét xét thì mình là phải chạy lẹ, đời máy chạy lẹ, chạy thật lẹ, thấy chỗ đám đông quẹo vô hoặc là vô gần công an chạy thẳng vô đồn công an là cho đỡ mình thôi, chứ ngoài ra hiện nay là cướp đêm nhiều lắm, gần Tết này kia bà con hãy cẩn thận. Nói chung ra là mình thì nếu mà theo tôi nghĩ đi một mình thì nói chung là bắt buộc là mình phải lấy chìa khóa xe, lấy phá xe phá cổ mình bỏ chạy là cướp 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 kia, hoặc là mình chứ không có cách nào khác, chứ nó đi là nó thấy được cũng hữu dao mã tấu này kia, mình xịt thay cay chắc chắn là mình xịt cay rồi đó bà con, rút phá phá cổ xe là bỏ chạy là cướp 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 rồi, cho gần nhà dân họ mở cửa ra họ phụ thôi, chứ ngoài ra bây giờ là vấn đề đó chứ mình phòng thân thì chứ giờ ta là phá cổ xe rồi hoặc là liệt phá xe rồi bỏ chạy là còn theo cách tôi nghĩ là mình phá cổ xe bỏ chạy rồi mình la cướp cướp rồi giữ an toàn cho mình và bản thân chỉ cho mình thôi, chứ thực chất ra là mình mở đó mình chống cự là không nổi đâu, nó cầm mã tấu lúc này mã tấu dao thì cái đâm mình chết, cái mạng sống mình lấy trước đi, lấy dao lại như là mình cầm chìa khóa bỏ chạy thôi. Vâng, xin cảm ơn ông. Mà còn mấy giờ anh? Cái lúc đó mà nó khoảng mà lúc đó là cũng khoảng phía rồi, phía mình biết lúc đó biết mấy giờ, nó không nhớ giờ. Đêm tối, thì có hai đi xe rút màu trắng. Ông phá lấy phá phá này cho nó trộm thì xe Honda có đêm trộm thành hai chiếc. Thường thường hiện giờ hiện nay là họ báo là ở vườn Phú Tân, Phú Tân là trộm thành hai chiếc xe. Phú Tân với vườn Hòa Phú. Phú Tân là hôm thì có thằng đi cái chiếc Innova. Để đua mà vô nó mở cửa mà nó lấy không được, nhưng lấy dao người ta thôi, lấy còn được dao nó chạy thôi, còn nhiêu là nó đi chiếc nguyên chiếc xe nó qua luôn. Rồi đi một hôm thì ở phường Hòa Lợi nó vô xe tao phá rồi, chứ nơi tao phá rồi có camera được ở đây luôn nè, tao phá rồi mà nó đi xe hơi, nó vô đi hai hàng xuống nó linh chiếc xe camera, rồi nó là cầm tôi xét chiếc xe hơi đó, cái nó cắt con phá khoảng 10 phút. Các ổ phá khoảng 10 phút thì nó chạy, bẻ phá nó chạy về hướng Dĩ An. Hiện nay cái băng trộm ở bên Dĩ An bây giờ là chấm đêm, bên Dĩ An không á, là nó đi xe hơi. Tao báo hai vụ, một vụ đi xe, hai vụ được đi xe hơi. Để chứ đưa qua với chiếc xe hiệu giống xe xì bắt thì kia, có hình đồ là họ để lại. Tại báo phi người dân nè, bây giờ mình ngủ nè, mình bóp phá trong, mình gài chốt rồi bóp phá trong nữa. Là nó không có lấy trộm được, tối ngủ là phải coi rửa trên lầu, rửa trên lầu cẩn thận, chứ cái anh gì ở bên ở trường Phú Tân á, anh quên gài cửa chốt phòng cửa lầu đi, nó xuống đường vô cửa lầu đó, xuống nó lấy khóa lấy xe chạy chạy cửa nhà. Nói chung là bây giờ là bà con ngủ chứ đi ngủ phải lên lầu lên gác này kia mình coi ổ khóa, mình coi có bóp khóa chưa, có gài chốt khóa chưa. Hiện nay là nó còn nhà trọ này là nhất là nhà trọ mấy em sinh viên nhà trọ này kia là phải cẩn thận. Bây giờ nè ngủ không có gà chốt y gà chốt rồi, nhưng mà bây giờ nó có cọng kẽm, cọng kẽm nhỏ nhỏ cái nó lấy nó hẻ cửa, hẻ qua cái cửa nó lần lần cho cái chốt nó đi ra thì nó mở cửa vô lấy xe lấy đồ lấy tài sản, nhất là mấy em sinh viên nhà trọ này kia. Nên tôi khuyên bà mấy em sinh viên nè làm ơn nè, mình phải ngủ mình gài chốt rồi để bóp ổ khóa nữa là nó không mở được. Đó vậy thôi, đó công viên vậy thôi, đó bà con cảnh giác cho ăn Tết cho nó ngon lành cho vui vẻ. Vâng, xin cảm ơn.